bốn mùa âm dương biết ảo lòng trí thành. Đồng thầy họ Nguyễn con cầu đạo cầu bình an. Tiệc mở thung dung nên chọn ngày lành. Họ Nguyễn con mở tiệc thung dung nên thì mời tam hòa tiên thánh hội cộng đồng mộ sáng đàn duyên để nhất thiên tiền tùng thịnh mời để nhất thiên tiên hành vân công chúa thượng thiên để mộ sáng đồng vân cát thôn quê phủ dây vân cát thôn quê nghĩa hương thiên bản nhà lê mẫu cải chân a di đà phật a di đà phật lô hương xa nhiệt pháp giới mong muốn chư phật hải hội tất sao văn tùy sứ kết đường vân ý phương vân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cai bồ tát đoàn thánh giá hồi cung đi nhi địa tiên cung thỉnh mời thanh mẫu địa tiên hồi xưa hiện thành trong đền sông sơn nhan sắc khác thường hình dòng nên nhan sắc khác thường giá danh đòi một hòa vương khôn bì a di đà phật a di đà phật chiến đàn hải ngạn lô nhiệt minh hương xa du tử mẫu lưỡng phù hương hoa nội đắc thành lượng chi tâm kịp tướng nhất chu viên thập phương nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cai bồ tát đoàn thánh giá hồi cung để tam mẫu tiên cùng thỉnh mời thánh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ ngự đèn nhì hoài giới hương định hương giữ tệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vật đại biện pháp giới cung sang thập hương vô lượng phật hương tài nhiệt lô dòng nhân khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung á tích tăng cung sang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tên trung vương thánh gia hồi cung văn võ quần thần cải tâu đức ông trần triều văn võ quân thần ai linh tộc sáng ân thần tài giúp dân quốc sử ký Trần Thị lịch đế vương kế thế chỉ bình thiên trường tức mạc địa danh sơn hải dục tu tham linh y cam kỳ
truyền ra được thánh ông mê có lệnh truyền ra ba quân thủy bộ cùng là chư binh ngô binh náo loạn tam thành đánh đông dẹp bắc nghe tung hoành mọi nơi đồng thời cửa tiếu cửa đài văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên vài về tấu đôi chứng tâm lòng hành phê cho nhị tử trường sinh
có núi Tây Thiên dõi truyền thiên hạ ước niên. Giữa buồn cầu
Chúa cho lộc muôn mi lộc bán cho đồng thầy. Bách nghe hàn nghe bằng tiêu Chúa cho may mắn trong chiều. Thơm mi danh nước tiếng kẻ yêu người vì. Kiến mà về đây Tây Thiên đã núi chen cây đèn để thiêng như ở tầng nghỉ mây giữa trời. Sắm nhang hoa nghiêm chỉnh mà khuân y trong tâm niệm chữ từ bi nhất ni thành nhất giả Chúa thì tiếp ân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật thánh phụng trình vua cha, trình nghi lên đệ nhất chúa bà. Thank you.
định tâm xứ để bụi hồng vương mang. Chúa giáng lâm đền vàng sớm nước thánh gia bụi cùng xem bói cầu tài, ai đi xem bói cầu tài lên đền Chúa nguyện động đạo cảnh thánh gia hồi cùng cao mai quê nhà đất lâm thao cao mai quê nhà hùng mì vương thánh tổ Chúa Bà Đề Tam. Nữ danh tiếng triền tiên chùa đệ tam sông thao nước chảy dì ra yeah.
diệu quang minh chiếu từ trường nga tích tăng công giang đi phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung đường
gì rào nước chảy nhẹ nhàng uốn khúc lươn đi vào đất phong trôn có trà xanh xanh ngắt một màu màu. Nàng thành linh
kỳ đua thẩm luyện phép thần. Hai thượng lão quân tử vì xem tướng như thần. Tính coi là
vòng trần gian, chiếc vòng đại ngờ ra rồi. Hạt thông lại nảy trôi thông duyên già, độ bốn mùa vòng lọc tan qua ý à. Năm chúa cắt duyên trần chúa xe, chúa xe cho có họ có họ, có con có của để ta phúc lành người à.
khói xa gần như ơn ý à, tiên như cảnh thủy sơn bắc địa, dáng trần hòa cao lũng cà phê, núi non trắng nước hương khê thì họ ơi bày rừng hoa hồi son ma phấn xa hà hương thơm tóc phương xa già lưng ngâm chúa thương thơm tóc phương xa hà hương thơm tóc phương xa dài lưng ông kim cương ấn phù đạo pháp thượng hồ ý à. Ấn phù đạo pháp cương thường người đồng phan bói chỉ đường trần gian trời thanh nhàn đích động ngự lầu hồng phủ tiếng thanh thang dưới trong nước bạc rừng vàng ý à. Trời vẫn đổi lánh bụi trần về cõi hư không ý à. Điểm đót cành lâm thiền vườn nỉ hót chim kêu ý à. Tình như
ta. Tiếng thơ tiếng chúc dịu dàng bè bài, tiếng thổ mãn khoan thai mi điểm đón, cảnh lâm thiền vượn hót mi chim kêu, mười hai cô hồ mãn theo hồng a ý à. Xin Chúa Bà giáng phúc liêu ân nế à. Thank you.
đất nước dõi truyền sử sanh Chúa sinh nhà họ Vũ đầu cành hình dung nhan sắc khác nào tiên xa cho người
người trần gian, Chúa về đồng ban bạc ban cả ý. Trông lên sáng tựa hào quang, song đăng chúa ngũ dịu dàng bè bái, hát lưng đại phạt ăn phạt dài. Người Sơn Lâm hôm nay xuất thế, giáo yêu kiều sinh quá là sinh, người sinh thành cũng hiểu thì người sinh cảnh ngũ lung linh đi khắp thung lũng. Trong đèn vàng khói nhang huyền ảo, ngoài sân rộng hổ báo quỷ dâng, chàng treo chênh chếch hồn mờ sương rơi lạc lắm. Có mấy tầng sao mây chân bước trên cầu mình, tuổi xeo hòa theo tiếng đàn, nhìn thung lũng rộn ràng mừng vui đón Chúa về loan xa. Bay mùa thân dịu dàng về bãi quan nhật hoa, lưng gùi hoa tay cầm đàn, người hát cú sương tràng muôn dân nắm to đời đời. Chúa đang vui về hội múa là vì đây múa ca trên sườn tràng vui linh, hải hoa gió trời khắp nơi. Chim oanh đang líu lo chào mừng cất tiếng ca vang, chim oanh đang líu lo chào mừng hát khúc ca mùa xuân. Rồi một mùa xuân đến, chim én bay rậm trời, trong nắng mai ta hát ca yêu kiều. Bạn đi tiên nữ hái hoa trên đồi rào chơi khắp nơi, nhạc rừng trong nắng mai cất tiếng ca lời vãng con lạy Chúa thương cho những kẻ cơ
người thoát ách lầm bị than đọa đầy. Nay có phen gian nơi bàn cảnh sai cô hầu ý, con đi bất vào ra người trần gian đất mang nhào điêu hoa ý mà. Biết Chúa ra thành tâm Chúa độ hay là bác bồ cửa thiên ra mình đế định vương quang, phùng mình đế định giao y sát quỷ trừ tình chóng tà. Sau đồng tiến nay la hào ba mươi, sau đồng tiến la bồng lai tiến cảnh không xa ý chút nào. Thì cho nhị tự trường sinh nhị tự trường sinh ông phê nhị tự trường sinh cửa nhà phú quý kháng đinh thọ trường phê cho dũng mạnh kháng cửa thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền như sang thế dương gian quan về mở phủ khai đà ban gạo ban tiền ông về ban gạo ban tiền ban ngân ban xuyến lộc tài để đa từ nay phú quý vinh hoa châu nghĩa châu tình lớn ban cho châu nghĩa châu tình giữ tròn chữ đức nơi cho tròn đường tu
tóc làm tôi, nối đời làm con. Sớm khuya phụng sự, khói nhang phụng trình hương, trong soi khắp bốn phương. Lược tiên trải chuốt nơi cho đồng yên ngồi. Ban đỏ cho đồng ôm về, ban đỏ cho đồng soi đường chỉ lối, biết đường tu tâm nước tiên tẩy hết bụi trần. Thanh cao rồi lại mười phần thanh cao. Khăn nhiễu khăn hoa, khăn này khăn nhiễu khăn hoa, xoa cho đệ tử sạch không lầu lầu bốn mùa phẳng lặng can qua. Mở phát khai đàn ôm về, mở phát khai đàn đỏ cho đệ tử tâm thành hôm nay ôm về. Bóc mùa xoay lòng soi tâm soi tính, cõi lòng trần gian chữ dòng lại nở ra dòng. Lấy ở thiên đình sổ tiên, lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này, cầu cho vạn sự vạn may. Ban lốt ban đài quan về, ban lốt ban đài, ban đài thiên phủ cho tân thanh đầu từ nay yên số yên ngôi. Cửa nhà cát khánh ý lộc tài đề đa từ nay phú quý vinh hoa. Là nước sông Ngân, nước này là nước sông Ngân đi chảy từ sông Cái đổ dồn tha con. Nước này lấy ở trên non đem về bờ phủ chỉnh đồng hôm nay. Tắm mệnh cho đồng ông về, tắm mệnh cho đồng đổ cho đệ tử mọi phần hành thông trồng cây, cây tốt xanh cây. Chiếu quang minh bái tạ thiên đình hình nhân, bái tạ thiên đình trước trình phật thanh nghi phụ trình vua cha nam tàu vắng đảo xem qua. Chuyện trời đất ra, người
cung thỉnh mời Hoàng đế Tinh Quân. Hiểu ông mi đệ nhị thần đồng nguyện, thần đồng ý quảng cai truyền chư vị các quan áp đáo bản đền áp phủ đồng nhân chữ tề thanh giáng lưu ân song nhân khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung á tích tăng cúng dạng kỳ phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên vương quan giám sát chép biên rõ ràng thế cho nhị tử trường sinh. Song kinh có chữ Nam Mô ban đỏ cho đồng ông về ban đỏ cho đồng dẫn đường chỉ lối biết đường tu tâm trong sáng như gương soi cho trong sáng như gương soi cho thấu hết trong luân mọi loài lược tiên của chị hằng ma đem về trải chuốt ngay cho đồng yên căn tàn nhang ban ra nước thánh tàn nhang đổ cho chín vía sạch thông lầu lầu đổ cho biết sông sầu khăn nhiễu khăn hoa khăn này khăn nhiễu khăn hoa xoa cho đệ tử sạch không lầu lầu ba sáu nam dương quạt trống ba sáu nam dương tay ông mở quạt nghe lại thương thanh đồng bóc vỏ soi lòng ông về bóc vỏ soi lòng soi tâm soi tình cõi lòng trần gian chữ dòng lại nở ra dòng lấy ở thiên đình sổ tiên lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may
đốt bàn đài giám sát cho tân thanh đầu từ nay sẽ được yên ngôi. Cửa nhà cát khánh đi lộc tài để đa từ nay phú quý bình hòa. Lấy ở sông Ngân nước tiên lấy ở sông Ngân mang về mở phủ trình đồng hôm nay đổ dồn thác cai thác con. Tắm mạnh cho đồng ông về tắm mạnh cho đồng bao nhiêu hạt anh đi tống ra hải ngoài trồng cây cây tốt xanh cây trồng lên cây đức là bốn mùa ngát hương lộc cu lộc cậu lộc trầu. Nhiếp hình chiếu quang minh khai nhi nhi thính thanh nghi khai tỷ tỷ năng số khai khẩu khẩu thông thuyết khai tập tập hoàn hỷ thời phải bắc cầu qua sông thời phải bắc cầu thiên căn lệnh số bắc cầu từ tâm quan về quan quân cầu âm bái tạ thiên định nhân bái tạ thiên định trước trình bậc thanh nghi phụ trình vua cha nam tào bắt đầu xem qua. Thank you.
chia nhà tấu về thủy quốc nghe các bạn các tòa thiên đình địa phủ Diêm La là chốn Diêm La thiên đình chốn đó Diêm La dưới đền thủy phủ vua cha độc đình bốn dòng hoàng tử thoái cung. Thế cho nhị tử trường sinh vâng mệnh hoàng thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên Phật ánh chỉ truyền thì rằng thế dương gian quan về mở phủ khai đà gạo ban tiền ông về ban gạo ban tiền đi ban ngân ban xuyến đi lộc tài để đa chầu này chầu nghĩa chủ tình cắt tóc làm tôi ông về cắt tóc làm tôi sống khuya phụng sự người khói nhang phụng trình trong kinh có chữ Nam Mô trong sáng như gương soi cho trong sáng như gương soi cho thấu hết luôn mọi loài lửa tiên của chị Hằng Nga tẩy hết bụi trần nước tiên tẩy hết bụi trần đi thanh cao rồi lại mười phần thanh cao khăn nhiễu khăn hoa khăn này khăn nhiễu khăn hoa xoa cho đệ tử sạch không hồ lầu ban đỏ cho đồng ông về ban đỏ cho đồng dẫn đường chỉ lối biết đường tu tâm quạt trầm ba xó nàng dương tay cầm tím quạt tài thương thanh đồng quạt cho mắt lộng sơn hà bóc cỏ xoay lòng ông về bóc cỏ xoay lòng soi tâm soi tính cõi lòng nhân gian lấy ở thiên đình sổ tiên lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự vạn may ban lốt ban đài quan về ban lốt ban đài tam phủ cho tân thanh đồng từ nay yên số yên căn cửa nhà phú quý lộng tài để đa từ nay phú quý vinh hoa là nước sông ngân nước này là nước sông ngân đi chảy từ sông cái đổ rột tha con nước này lấy ở trên non tắm mạnh cho đồng con về tắm mạnh cho đồng bao nhiêu hà nách tống ra hải ngoài trồng cây cây tốt xanh cây với nên cây đức bốn mùa ngát hương thời phải bắc cầu qua sông thời phải bắc cầu muôn niên căn số bắc cầu từ tâm Như Lai điển tai khai nhiễm hình chiếu quang minh bái lạy thiên đình hình nhân bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha Nam Tào Bắc xem qua trả nợ tao khoan đệ tử con xin trả nợ tao khoan thờ từ kiếp trước kiếp này xin dâng trình lên tam phủ vương quan trình lên bơ phủ vương quan đi ngài về tô đôi chép biên cho tường khi cho nhị tự trường sinh trả nợ thiên đình đệ tử con đi trả nợ tao quan nợ từ kiếp trước kiếp này con dâng trình lên để tam vương ông
chứng tâm lòng thành kê cho đệ tử bình an. Thank you.
khi non nước một bầu xuân sắc. Đức Vương Quan ngoạn bắc du đông, thành người ngự chiếc thuyền rồng, ngào dù tam cõi thòng dòng nghi nhiều mê. Thank you.
nơi thành đồng thiên thai, có phen đi từ cảnh thành đài, cờ tiên bột văn quan bài điểm tích. Trở về chơi bến sông Tranh, sướng ca yên ấm ban hành, kiếm cung thơ phú sò tranh nghe hỏi ta. Tay cầm đôi
ngọc lưu ly bước vào. Nay xin nguyện mà nghĩ tương tâm
lầm than. Xin quan bờ phủ bình an cho họ Nguyễn được an khang mi tháng ngày. Đệ tử hôm nay xin theo thầy mạng thế, cúi xin quan mà cứu khổ độ mê. Xin quan ngài mang nước thủy tề tắm cho đồng tử được mọi bề nghịch hương. Chiều căn duyên cho bà cô ông mãnh hậu thế hiền, thoát đường lục đạo tìm lên trang đài. Nguyện thứ mười tiền tài công kiến thác đi rồi mà chẳng tiếc chi đâu. Nguyện nay dập gối khấu đầu, nguyện làm con thánh theo hầu đức đại vương. Bậc tướng tài mình cũng mới đôi tháng, một thân mà đành phải chia hai. Bao phen xuất nhập mỹ trang đài, lành giang bạch hạc cho đời vẫn du. Có khi rào long trình thì thành rẽ đôi bờ mày sóng nước đô giang, thường màn chơi trốn tuyến quang vượt qua cái tháp còn mí gập gành. Tướng nhà trời mà lưu danh thiên cổ, các triều đại mà trói đỏ mày sắc phong. Lành giang danh trấn tây đông, dấu son còn để muôn dân đi phục thờ. Trông thủy quân vương bờ gióng giả, lệnh quan truyền sớm tới ba quân. Thánh gia hồi cung điệp bàn loạn, mời quan đệ tử vốn con trời giá người tòa thiên cung ấy. Thank you.
nhiên khai quang thập kỳ diệu quang minh chiếu từ trung á tích tăng cúng dường thì phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Sứ dâng lên thường nay và sứ dâng lên vương quan đệ tử chép biên rõ ràng thì cho nhị tự trường sinh. Thiên điều thời vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền thì sang thế dương gian quan về bỏ phủ khai đàn ban gạo ban tiền nông về ban gạo ban tiền ban ngân ban xuyên linh lộc tài để đá chủ nghĩa chủ tình có lớn ban cho chủ nghĩa chủ tình thì giữ tròn chữ đức để cho tròn đường tu. Cắt tóc làm tôi ông về cắt tóc làm tôi đối đời làm con sớm khuya phụng sự khói nhang phụng trình trong sáng như gương soi cho trong sáng như gương soi cho thấu hết đi trầm luân mọi loài lược tiên của chị hằng à. Ban đỏ cho đồng ông về ban đỏ cho đồng dẫn đường chỉ lối biết đường tu tâm nước tiên tẩy hết người trần sáu năng dương quạt trầm ba sáu năng xương ông về mở quạt hoài thương thanh đồng khăn này khăn nhũ khăn hoa xoa cho đệ tử sạch thông lầu lầu bốn mùa phẳng lặng can qua bóc vỏ xoay lòng ông về bóc vỏ xoay lòng xoay tâm xoay tình cõi lòng trần gian chữ dầu lại nở ra dầu lấy ở thiên đình sổ tiên lấy ở thiên đình ghi tên chép họ vào trong sổ này cầu cho vạn sự phạt may ban lốt ban đài quan về ban lốt ban đài nhà phủ cho tân thanh đầu từ nay yên số yên ngôi sông Vân đi chảy từ sông Cái đổ dồn tha con nước này lấy ở trên non tắm mệnh cho đồng quan về tắm mệnh cho đồng bao nhiêu hàn ách tống ra hải ngoài quan về tống mệnh trừ tài cây tốt xanh cây trồng cây cây tốt xanh cây tưới nên cây đức bốn mùa nở hoa tình tình như lai điểm cai cai nhiếp hỉ nhiếp hỉ chiếu quang minh bái tạ thiên đình nghệ nhân chương trình và thanh phục trình vua cha thời phải bắc cầu qua sông thời phải bắc cầu yên căn lành số bắc cầu từ tâm quan về quan quân cầu âm
sư sao xa lạc đạp ra lâm liệt tung hành xa huy lâm liệt tung hành sư ta sắc quỷ nên danh tướng tài thiên đội phạt cứ văn sớ dâng lên thường lai văn sớ dâng lên vương quan để ngũ chép biên rõ ràng thì cho nhị tự trường sinh chiếu quang minh bái lạy thiên đình hình nhân bái lạy thiên đình trước trình Phật thánh phụng trình vua cha vàng mã kim ngân dâng lên vàng mã kim ngân quan tuần tu đối bài về chứng cho ông về tống nạp vào kho phủ hồi nhạc phủ ra ra ta binh
tài sai chư quân sắp sửa chỉnh túc cân ni bảo hộ đàn tràng. Quý vô danh bất đắc vọng hành, nội tà ngoài đạo bất hách vọng hành. Cùng văn có thừa lệnh có lớn truyền ta đã. Sông sâu khắp hòa nam bắc đâu đâu đầy
nhiễm màu oai linh. Khắp bốn phương dân tình phù hiên, đặng sinh thần mà cũng tiến dâng hoa. Trái thơm quả ngọt đắng trà, khấu đầu khấn đảo cửa nhà yên vui. Chốn long đài mây tuôn năm, cung quảng hàn mì bóng xì thềm loan. Trước làn gió thoảng đưa nhan, ngai vàng lồ lộ lóng nhan quan lầu lầu. Khi lên chầu ngọc hoàng thượng đế, trở ra về mà thì để lòng cung. Có phen biến hóa thần thông, nốt vàng chìm nổi mà bé đông dư ngà. Con được nhờ
trời mà cứu độ muôn dân. Đùng đùng nói trận phong vân, ngư đồng ban dấu cứu dân quan trừ tà. Kêu quan để ngũ bệnh đã tan không. Con dốc lòng đường đông vạn bồi, hoặc ai mà nhầm lối truyền thai, hay là cách chồng sang hà, cập cờ chỉ đuôi đuôi đã tan không. Cầu phúc đắp phúc bản thân cho điều hòa. Quan thông chi văn võ các tòa, nay về sáng ngự sướng cả nơi bản đền. Chữ thập cải thành chữ thiên, huông phù đệ tử thiên điện họ chùa. Trước tòa vàng mà trời Phật chứng minh, hai nguyện đăng chúc đệ trình, lễ tuy bất túc tâm thành hướng dư. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phủ, đến bạc đầu mày vẹn đủ không sai. Đốn nguyện trước cửa thiên đài, tu nhân tích đức vun bồi nghĩa nhân. Thứ năm nguyện muôn dân an lạc, hình trường mà vạn đại hương long. Sáu nguyện cầu chốn từ trung, điện tòa tráng lệ thánh cung nghi pháp màu. Nguyện thứ bảy con cầu bán mệnh, thân tráng cường mà tâm tình thung dung. Tám nguyện cầu trốn gia trung, lộc tài vượng tiến mà tai hung quan giải trừ. Nguyện thứ chín cầu cho tiên tổ, được siêu sinh mà thoát khổ quỷ tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày, lỗi xin ngài xá tội dày ngàn thương. Trước điện tòa tâm hương bái đạo, đến dòng hôm mai thánh chủ đề nhất vui vẻ đền dòng. Thánh giá tiên thánh thượng ngàn dân văn, tiên thánh trên ngàn đông mê vua còn mê quang giảng mê đền chứng bệnh thánh gia hồi cung.
chùa lục cung nương sắc phong mỹ lục cung nương vốn dòng lãnh tộc quê hương thuở hoa thank you.
mùa xuân sắc đẹp tốt tươi dường già lên đi ngàn mùa đắng hải hòa cuộc vào là đất xòe ra là trời cứ đêm 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 biến hiện ra tay tiền đốt đua miệng châu cười xinh điền đình vì cho nhị vì trường sinh cửa nhà phú quý lộc tài đề đá đổ cho phúc thằng hà xa ý câu này con hái trên cây sau này con mắt ngoài dây mang về chổ lù cung nương bút hoa ghi chép gia bình hàng đầu đổi công danh ơn nhờ Phật thánh lộc hoàng ân đem đến tận nơi trên cầu bầy xuôi xeo hòa theo tiếng đàn đi thung lũng rộn ràng mừng vui đón trở về loan giá tay mùa thật nhẹ nhàng bé bái khoan nhật khoan đừng vui hoa tay cầm đàn vui hát vô sư tràng muốn dân nắng no đời đời cầu trường xuống lòng ai châu với ban xa một phước hội họp để đã tháng ngày ban cho tiền tốt lụa dày một lòng cho xin tài lộc ngát ngào quả hoa thứ nhất chùa ban cho lộc hoa thứ nhì lộc quả lộc tài là thứ ba sân dầu hổ báo quỷ dâng trăng treo trên trích một bờ sương rơi lang thang
đồng sẽ bóng sáng khăn, chờ sáng khăn sẽ bóng cho lanh nghìn bắn treo leo hiệu lũng châu dốc đổ ngoằn ngoèo. Hiệu lũng châu dốc đổ ngoằn ngoèo, đường vô tiên đồng suối đẹp là thanh ra hồi cung hoàng châu. Chọn ngày lành mở tiệc thung dung thì mời tam hòa tiên thánh hội đồng bộ sang đàn duyên đệ nhất thiên tiên cùng thỉnh mời tam phong chi thắng thượng thiên đi hội đồng lô nhân gia nhiệt phát rơi mong quân chư phật hải hội tất sao văn tùy sự kiến đường vân thành ý phương ngân chư phật hiện minh vương gia du tử mẫu lưỡng vô hương hòa nội đắc thành lương trí tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương cúng địa bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng địa bồ tát ma ha gia để tam mẫu tiên cùng thỉnh mời xích lân long nữ ngự đền để thoại cung rơi định chân nhang vận khởi du tiên thượng tín chủ hiền thành hiện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luật đức biến mãn tập phương tích nhật xa du biến tận như tài trường nam mô hương cung giác bồ tát ma ha tát.